rất là khó khăn cho anh nha các bạn ơi. Cứ dùng tay chẻ nó ra luôn bạn. Muốn bỏ. Chào các bạn nha, hôm nay núi vô cái vườn dừa dứa nè các bạn. Ở đầu kinh tư dừa của chị Hạnh, chị Kim Cương Hộp Sòn. Kim Cương Hộp Sòn vậy nè. Chỉ ngồi đằng kia đang tính vụ dừa, còn hôm nay núi xin khoa hai quả dừa này xuống. Núi chỉ thử thôi nha. Được ăn không được thôi. Lấy ngón tay chọt 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 thử giống như cái ông võ thật kia thử có được không? Ta lủng cái dừa các bạn. Không được thì dùng ngón này. Đau nữa thì dùng ngón này, không ấy thì dùng bên đây. Còn không ấy nữa quánh chỏ luôn, dùng bá đạo. Cái này núi làm thử nha. Trước mắt làm phải lột cái màu ra bạn. Đây đây. Có diễn viên quần chúng kế bên lột dừa luôn các bạn, cặp dừa luôn. Đang bị thương rồi. Bạn thấy trái dừa trên cây được bẻ xuống bạn. Núi chọt thử nha, được không được thì thôi các bạn. Được thì vỗ tay, không được thì vỗ giò. Cái nào cũng vỗ hết á. Nói núi chọt thử ăn tay này, chọt đau quá sao ta. Thử các bạn, bắt đầu làm nha. Rồi, xoan. Đi đây phải không? Giống chim gõ kiến quá coi. Đau tay quá ta. Đau à, đau tay à. Hồi nãy mình nói có dựng chợ này nữa mà. Rồi chợ này. La rồi lên cái. Chưa có đau cái gì la. Ủa lộn, đau rồi mà quên la. Đau chứ không phải không đau. Thử thôi mà. Cái dừa này chắc khó ăn các bạn ơi. Mới mỏ mấy cái thấy đau rồi đó nha. Lẹ đi khắc nuốt chết nè. Rất là khó khăn cho anh nha các bạn ơi. Nè, cái dừa sủng, ôi ơi, ướt cái máy quay phim mình luôn rồi. Nó bị nó xịt nước mà. Trời ơi, cái dừa nó lủng các bạn ơi. Ê! Lủng ảnh la thấy ham không? Ôi, gót dừa vô luôn. Ôi, quên nãy bữa tao không vậy. Cái dừa được chảy nước các bạn. Vậy là núi thành công rồi bạn ơi. Bỏ ra đi nè, còn chả nè. Đấy, đổ, núi, đổ nước cái núi, đi. Núi dùng tay chẻ nó ra luôn các bạn. Bỏ. Cháu dừa thì cả cũng có cháu bạn ơi, có gáo à nè. Cháu dừa các bạn. Có mượn ngủ ngay. Cháu dừa nè. À, đối với núi là rất khó khăn các bạn, vì anh không có học võ hay nào các bạn. Tay này nó đau rồi các bạn. Anh chỉ tập thể dục. Kêu làm trái nữa là làm không được luôn á. Thôi núi xin chào các bạn ha, còn trái này để hẹn lại bữa nào ha các bạn. Bữa nào núi luyện thêm vài bữa nữa cái núi vậy nó chỏ nữa. Nào giờ nó chưa có luyện, thử mà được cũng cảm ơn các bạn ủng hộ giùm nha. Chào các bạn.